Sao? Tính trốn tôi hả? Tưởng tôi không dám mò tới nhà anh. Tôi đây làm gì? Rõ ràng bữa trước là cô chuốc sai tôi mà. Em có chuốc sai anh hay không á thì đâu ai biết. Nhưng mà em có bằng chứng, em với anh lên giường á. Cô muốn cái gì? Bỏ người ta. Cái thằng này nó chơi xong tôi rồi nó bỏ nè. Anh tưởng tôi là cái gì hả? Coi được không? Muốn chơi thì chơi. Im cái miệng cô lại giùm tôi được không? Sao? Sợ chưa? Nếu như á mà anh muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn giữ mặt mũi để làm ăn, với lại mở mấy cái khóa học online gì đó thu về tiền tỷ, thì chia sẻ chút đỉnh đi, 200 triệu thôi. Tôi có gửi số tài khoản qua tin nhắn cho anh rồi đó. Ai đây anh? Cậu là thư ký của anh, qua đây có bàn chút việc đây. Dạ đúng rồi chị, em là thư ký của sếp. Bữa nay ở công ty có dự án mới cho nên là em qua gặp sếp trao đổi trực tiếp công việc luôn. Vậy mình chốt vậy nha sếp nha. Có gì sếp gửi cho em cái tin nhắn xác nhận để em còn dễ làm việc. Tin gì? Thì cái tin tin á, để em còn báo lên kế toán rút 200 triệu làm việc nữa sếp. Em nhận được rồi, em cảm ơn sếp nha. Dạ, em chào chị em đi. Thư ký của anh đó hả? Thư ký gì mà tìm tới tận nhà sếp vậy? Do bữa nay anh không lên công ty nên cậu ghé qua. Cái gì đâu, em vô nhà đi. Em đóng cửa đi. Nè, 50% là 100 triệu. Mà sao chị á, không để tôi chuyển khoản luôn cho dễ? Chuyển khoản sẽ lưu lại thông tin. Thằng chồng tôi mà biết được á thì hư bột hư đường hết. Xong việc ở đó cô về đi. Cần tiền thì tôi sẽ nhắn cho cô. Em giỏi quá. Sao? Đủ tiền không? Mo được 100 triệu rồi nè. Công nhận là cái chiêu của anh xài hay thiệt á nha. No, đâu phải 100 triệu. 200 triệu. Em quên là sau này con Thảo nó cũng sẽ đưa 100 triệu đó cho anh hả? Ha. Vậy thì tụi mình càng sướng. Ở với anh lúc nào mà chả sướng. Hên á là anh nghĩ ra được cách này moi tiền thằng chồng của em. Nó giàu quá mà. Bây giờ ly dị xong, lấy một nửa tài sản, nó vẫn còn rất là nhiều tiền. Mình moi được bao nhiêu hay bấy nhiêu ha. Moi cho đã đi, xong ly dị. Xong sau đó rồi đóng tiền đó mình ăn chơi cho nó sướng. Sao thấy anh giỏi không? Giỏi. Giỏi thì thưởng đi chứ còn chờ gì nữa. Tao muốn trà chanh giống như anh nè. Sếp, sao em gọi cho sếp hoài không được vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Dạ, thì có hội thảo tuần sau á, ngân sách của mình là 400 triệu. Sếp gửi cho em cái tin nhắn xác nhận là 400 triệu đi. Cái gì mà tới 400 triệu như vậy? Thì... Không, em nhớ lộn. 500 triệu lận sếp. Sếp gửi cho em cái tin nhắn xác nhận 500 triệu đi sếp. Đem còn xử lý công việc nữa. Chứ sếp mà không gửi á là mọi thứ nó banh chành, nó tè le hết. Là lúc đó sếp mệt nữa. Tôi biết rồi. Em nhận được rồi nè. Em cảm ơn sếp nha. Vậy em đi trước nha sếp. Em chào chị. Anh sao vậy? Sao mặt mày tái mét hết vậy? Có sao không anh? Đâu có gì đâu. Em uống nước gì? Không có gì hết. 250 triệu nè. Cô đếm đi. Giỡn mặt với tao hả? Tiền của tao đâu? Đó. Nhận ra người quen chưa? Những chuyện tụi bay làm sau lưng tao biết hết rồi. Xui cho tụi bay là bữa đó tao quay lại tận mắt thấy tụi bay nói chuyện với nhau. Mo được 100 triệu rồi nè. Công nhận là cái chiêu của anh xài hay thiệt á nha. No, đâu phải 100 triệu. 200 triệu. Em quên là sau này con Thảo nó cũng sẽ đưa 100 triệu đó cho anh hả? Ha. Vậy thì tụi mình càng sướng. Ở với anh lúc nào mà không sướng. Quỷ à. Mày biết tao thương mày. Tao sẵn sàng làm tất cả vì mày.
Cho nên là mày nói dối tao, là mày đang thiếu nợ giang hồ. Tụi nó đang chém giết mày hả? Gây áp lực cho tao, xúi tao á giăng bẫy tống tiền anh Thành. Tao đúng là mù quáng mới tin một thằng như mày làm ba cái chuyện thất đức. Bây giờ tao sẵn sàng đầu thú rồi, tụi bay cùng đi tù đi. Cái gì đi tù? Tao có lấy tiền á cũng là lấy tiền của chồng tao. Tao đi cướp mũ ai hết á. Cô còn nói được vậy nữa hả? Cô có sĩ diện không vậy? Có bao giờ cô coi tôi là chồng không? Xin lỗi nha, tôi làm chồng cô tôi thấy nhục nhã dơ giấy lắm. Tôi báo công an hết rồi, mấy người chuẩn bị vô tù đi. Cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức như vậy tỏ nhẹ không? Anh Thành, đừng bắt em đi tù. Anh Thành, em không có lỗi gì hết. Lỗi tay nhỏ này nè Thành. Anh ơi, em biết sai rồi, em không muốn đi tù đâu. Anh ơi, anh tha lỗi cho em lần này nha. Tụi này em không có làm gì với anh nữa đâu. Tôi không những bắt cô đi tù mà tôi còn ly dị cô nữa. Cô sẽ không được nhận bất cứ một đồng nào từ tôi đâu. Còn cô, tôi sẽ làm đơn giảm án cho cô. Anh Thành. Ghê ta, hôm nay có bồ luôn. Ủa, mà tao nhớ tháng trước mày còn than ế lên ế xuống, rồi giờ kiếm đâu ra nhanh vậy? Tao kiếm trên mấy cái app hẹn hò đó. Thì bây giờ tao phải tranh thủ kiếm người yêu để đi chơi lễ chơi Tết cho bằng bạn bè chứ. Không lẽ độc thân hoài sao, đúng không? Rồi, tao chúc mừng mày. Ủa, mà hai người gặp nhau khi nào? Quen bao lâu rồi, gặp ở ngoài chưa? Ê, mấy cái app hẹn hò không có tin tưởng được đâu nha. Con này, mày nói chuyện như mẹ tao vậy đó. Hỏi từ từ thôi tao trả lời. Tao với ảnh quen nhau gần một tháng rồi, cũng gặp nhau ở ngoài luôn rồi. Ở ngoài hả, ảnh đẹp trai lắm, hiền lành, dễ thương, tử tế. Nói chung là tuyệt vời. Mày yên tâm đi, tao có con mắt nhìn người lắm á. Hay quá ha. Đúng là lúc mới yêu thì vui biết bao nhiêu. Rồi chừng nào định ra mắt với tao đây? Cái gì? Con này ngộ ghê ta. Mày có người yêu, mày có ra mắt tao đâu. Sao tự nhiên bây giờ bắt tao ra mắt mày là sao? Thì đã hồi trước mày không có bồ, nên là tao mới không có rủ ổng đi theo. Sợ mày đi chung mày tủi thân. Giờ có bồ rồi đó, hay là mày rủ ổng, bốn đứa mình đi chơi chung đi. Chắc là vui lắm á. Cũng được, để tao rủ. Ê, nhưng mà tao thấy ảnh nhút nhát lắm. Tao sợ là ảnh ngại á, anh không dám gặp đâu. Mà chắc là mày nói ổng nghe mà. Kệ, cứ rủ đi. Ừ, tao biết rồi. Trời ơi, thơm dữ vậy ta. Tối nay chết với tôi. À, từ từ, em nói nè. Cuối tuần này anh đi chơi với em với bạn em nha. Bạn nào, con trai hay con gái? Thì bạn gái, con nhỏ bạn thân của em á. Thôi, bạn gái thì anh không đi đâu. Đi chung với con gái không anh biết nói gì. Nhưng mà em muốn ra mắt anh với nó. Anh không muốn hả? Cũng có. Nhưng mà tại vì là cuối tuần này anh có lịch đi đá banh với mấy sếp ở trên công ty rồi. Thôi để lần khác nha, anh sẽ đi với em. Vậy thôi. Nhưng mà anh hứa á. Hứa mà. Còn bây giờ tôi bù trước cho nè. Sao rồi? Rủ bồ mày chưa? Bồ tao ok rồi nè. Bồ tao bữa đó đi không có được. Bận đi đá banh rồi. Đá thi nên không có hủy được. Trời ơi, sao mà chán vậy? Làm tao rủ bồ tao rồi. Bây giờ đi hay là hủy nè? Thôi cứ đi đi, có gì mày ra mắt trước rồi tao ra mắt sau được không? Nha. Thiệt luôn á, chiều mày hết sức rồi đó nha. Ừ, vậy nha. Tiết, chờ lâu. Ủa, không? Hello, bồ bà đâu? À, anh đang gửi xe, vô giờ á. Mà hôm nay mà có bồ mày nữa là vui lắm luôn á. Có gì đâu, thì bây giờ mày cũng có bồ rồi. Bốn đứa mình hẹn nhau đi chơi chung dễ mà. Anh! Ở đây nè. Ờ. Tiên, giới thiệu với mày. Đây là anh Hưng, bạn trai của tao. Còn đây là Tiên, bạn thân của em á. Anh sao vậy? Hả? Đúng là tao với mày hợp nhau ghê. Giống nhau từ sở thích tính cách. Bây giờ gu bạn trai cũng giống nhau luôn. À,
sao mà giống nhau được? Cùng một người mà. Một người là sao? Ý mày, anh Hưng là bạn trai của mày hả? Cái này là sao anh Hưng? Anh đừng có nói gì. Anh là bạn trai của Tiên Thiệt nha. Anh nói gì đi, anh giải thích đi chứ. Anh, tại vì anh không biết là hai người là bạn thân của nhau. Chứ nếu như mà anh biết thiệt chứ. Anh định nói nếu như mà anh biết Vi là bạn thân của tôi, anh sẽ không quen đúng không? Mà anh sẽ quen con khác đúng không? Nó cũng nhau mà. Sao tôi lại bị anh đối xử như vậy vậy? Từ xưa giờ tôi mới biết được bản chất của anh. Anh Hùng, anh nói với em, anh chia tay bạn gái 2 năm rồi. Vậy Tiên là cái gì của anh? Hả? Vi ơi, anh... Anh còn tính giải thích gì nữa? Nếu như không có buổi gặp mặt ngày hôm nay, anh tính lừa hai đứa tôi tới khi nào? Thôi được rồi, cô sẽ bóc phốt anh lên mạng cùng với tất cả những bằng chứng anh đi lừa gái, để coi anh còn lừa được ai nữa không. Đồ Tiên, tao xin lỗi mày nha. Tao cũng không có biết. Tao không có trách mày. Cũng nhờ mày mà tao mới thoát khỏi mối quan hệ này. Không có đáng đâu. Cái thứ này bỏ đi. Đi về. Làm cái gì vậy? Câu này tôi hỏi em mới đúng. Tại sao em có người yêu rồi còn tới đây thăm cái thằng này mua đồ ăn cho nó nữa là sao? Nè, tôi với anh chia tay rồi, tại sao anh không có chấp nhận sự thật là sao? Làm ơn, đừng có làm phiền tôi nữa. Chia tay là do em nói. Anh chưa có đồng ý, em vẫn còn là người yêu của anh. Đi về. Anh làm cái gì? Anh buông quần ra coi. Anh làm gì? Thôi anh quá đáng lắm rồi đó. Có quá đáng bằng cô không? Cô có người yêu rồi, cô đang quen tôi mà tự nhiên bỏ tôi theo thằng cù lần này. Nó có gì hơn tôi? Tối ngày nó cắm mặt ngoài đồng, còn bưng bê quán cà phê nữa. Cô quen nó là xúc phạm tôi đó. Tôi không có xúc phạm anh hay là coi thường cái gì anh hết á. Nhưng mà anh cứ như vậy hoài là anh đang tự hạ thấp bản thân mình đó. Đi về, không có nói nhiều. Buông ra. Mày buông người ta ra. Đừng có làm phiền tôi Bân nữa nha. Nãy giờ tôi nhìn mày hơi nhiều rồi đó. Mày không nhìn tao làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Cô ngu lắm. Cái loại người ngu như cô mơi mốt nghèo khổ đừng có tìm tới tôi nữa nha. Chửi ai? Mày nói ai ngu? Anh Hùng ơi! Anh Hùng! Đừng có đánh nữa mà! Làm ơn đừng có đánh anh Hùng nữa mà! Vâng. Em có sao không vậy? Có sao không em? Mày chưa xong với tao đâu một cù lần. Có sao không em? Qua đây ngồi đi. Có đau không vậy? Anh xin lỗi nha. Dạ, em không sao đâu. Nhưng mà thôi mấy mốt á, có gì anh nhịn ảnh đi. Chứ để mất công có chuyện nữa. Anh ăn bánh mì đi nha. Ê, còn có sức làm việc nữa. Cảm ơn em nha. Vâng. Em đi chợ về hả? Anh có cái này tặng cho em nè. Anh xin lỗi, hôm bữa anh nóng quá. Do anh còn thương em nhiều lắm. Anh không có lỗi gì với tôi hết á. Với lại, anh cũng không cần mua quà gì cho tôi đâu. Tôi cảm ơn, nhưng mà anh cứ mang về đi. Em cứ nhận đi nha. Trong này á là quần áo với lại trang sức đẹp lắm. Anh lên trên tỉnh lựa cả buổi cho em luôn á. Tôi đã nói với anh là tôi không có nhận. Dù sao tụi mình cũng kết thúc rồi mà. Nếu mà anh muốn làm bạn á thì làm, còn không á thì anh ghét tôi cũng được. Anh cũng không cần gặp tôi nữa đâu. Anh đi về đi. Thì làm sao để anh với em trở lại như trước đây? Em nói đi. Anh còn thương em nhiều lắm mà. Vâng. Vâng, trở về với anh đi. Em sống bên cạnh thằng đó là em khổ. Nó không có lo được gì cho em hết á. Ở bên cạnh anh, em không cần làm cái gì hết. Em chỉ cần sống như một bào hoàng, không cần phải làm động móng tay gì cả. Tôi biết. Bây giờ á, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không hiểu được đâu. Tóm lại tôi nói cho anh biết, người tôi chọn vẫn là anh Hưng. Tại vì tôi tin là anh Hưng sẽ là chỗ dựa cho tôi. Chỗ dựa? Cái thằng cù lần tàn mạc đó mà là chỗ dựa cho em hả? Chỉ có anh mới là chỗ dựa cho em nè. Gia đình anh có điều kiện. Em muốn cái gì anh cũng lo được hết á. Vậy bây giờ anh đi không? Anh không đi đúng không? Vậy tôi đi. Em...
Trời đất ơi, đang đói bụng mà nhìn mấy món này là chảy nước miếng luôn á. Quá trời ngon rồi. Vậy á, cho nên là anh phải ăn thiệt nhiều vô nha. Ừ. Tại em biết á, là anh cực khổ, nên là em làm toàn món ngon không à. Kệ đi em, mình khổ trước rồi mình sướng sao. Bây giờ anh còn sức cho nên là cái việc gì anh cũng làm được hết á. À khoan khoan, anh có cái này tặng em. Nhắm mắt lại. Này bày đặt bày trò gì nữa vậy? Vậy nó mới bí mật. Rồi mở mắt ra. Coi đi. Trời, tiền đâu mà anh mua nhẫn vậy? Đừng có la lớn, cũng đừng để ai biết hết nghe chưa. Cái này là anh mua để cho em có của để dành đó. Mà cũng nói cho em biết luôn, mấy năm nay anh làm là anh tiết kiệm được 50 triệu rồi. Thiệt hả? Thiệt. Anh tính là ráng làm hết năm nay, rồi năm sau bắt đầu mình lên thành phố cho nó dễ làm ăn. Anh có 50 triệu làm vốn rồi. Nhưng mà anh tính lên thành phố làm gì? Thành phố giờ khó sống lắm anh. Anh cũng tính hết rồi em. Mình thuê trọ ở mấy chỗ khu dân lao động đó, mà thuê ở ngoại ô thôi, cho nó tiết kiệm tiền. Rồi mở một cái xe cà phê lưu động mình bán. Bán ở gần trường học nè ha, bệnh viện nè, xí nghiệp nè. Ở đó đông người bán được lắm. Rồi lỡ mà có bị đuổi là chạy luôn, chạy qua chỗ khác bán tiếp. Nó hơi cực thiệt nhưng mà mình chịu khó mình làm lời. Rồi bán từ từ có tiền. Anh mở cho em một chiếc xe bán chung với anh. Đó, hai đứa cùng bán là tích lũy một đống nữa. Bán từ từ cái mình mở thêm một cái quán cà phê nhỏ. Đó là ổn định được rồi ha. Là bán hoài hoài là mở luôn cà phê lớn. Ngon lành luôn. Trời đất ơi, anh nói ông hồi anh thấy anh mơ cao dữ vậy ta. Nhưng mà em tin anh làm được mà. Anh là người siêng năng nè, rồi anh vừa có ý chí nữa. Quan trọng á là thời gian thôi. Với lại á, bên cạnh anh còn có em nữa mà. Em lúc nào cũng đồng hành với lại ủng hộ anh hết á. Vậy hai đứa mình cùng nhau cố gắng nha. Mày khỏi dãy dụa vô ít. Tao chối kỹ ha. Không biết mày chơi bùa mê thuốc lú gì mà con Vân nó chê tao cho bằng được. Nó còn nói là mày là chỗ dựa cho nó nữa. Ngày hôm nay tao sẽ đánh gãy cái chân của mày. Thử coi mày dựa nó hay là nó dựa mày ha. Đạp nó. Mày làm gì đó? Tụi bao của mày hết rồi. Mấy người dám đánh người hả? Anh Thành, anh càng làm á càng khiến tôi coi thường anh hơn thôi. Anh con sống sao cho tử tế và đáng mặt đàn ông hơn đi. Cô câm cái họng cô lại đi. Tôi trù cho cô và cái thằng này cả đời sống tàn mạc không bao giờ ngóc đầu lên được. Anh nói đủ chưa? Công an sắp tới rồi đó. Đi. Anh Hưng, anh có sao không? Anh có sao không anh Hưng? Anh không sao. Anh cảm ơn em nha. Hồi sáng tụi nó qua tụi nó nói với anh là em bị té xong. Anh sợ quá anh mới đi tìm em coi là em có bị chuyện gì không. Thì tụi nó dụ tụi nó trói anh vô đây nè. Thôi bây giờ mình tranh thủ mình về thành phố luôn đi em. Anh không có muốn ở đây được kiếm chuyện với cái thằng nó nữa. Đi anh. Từ từ thôi. Dạ chị ơi, quán có tuyển nhân viên không cho em vô làm với chị? Không em ơi, quán đủ người rồi. Vậy chị có biết chỗ nào tuyển nhân viên không? Chị giới thiệu cho em với. Em tự đi kiếm đi. Có cái kiếm việc làm không mà cũng kêu người này người kia chỉ. Rồi sau này làm được cái gì? Anh Thành. Bây giờ tôi tàn tạ rồi. Từ hồi cô lên Sài Gòn mấy tháng là ba tôi cũng bị tai nạn mất. Mẹ tôi cũng vì đó mà bệnh, đi theo ba tôi luôn. Là tôi bất tài, tôi vô dụng, cho nên không quán xuyến được cơ sở làm việc của ba mẹ để lại, cho nên cũng dẹp luôn rồi. Vậy bây giờ anh làm cái gì? Tôi đang thất nghiệp. Tại trước giờ tôi sĩ diện, tôi muốn đi xin việc. Tiền ba mẹ để lại xài riết cũng hết rồi, giờ mới đi xin việc nè. Vậy thì bây giờ anh hiểu tại sao ngày xưa tôi không chọn anh làm chỗ dựa chưa? Tại vì anh á, lúc nào cũng dựa dẫm vô gia đình hết. Cho nên là đến khi gặp chuyện á, anh đâu thể nào đứng dậy được đâu. Còn anh Hưng,
ảnh lúc nào anh cũng có ý chí, cho nên là dù có chuyện gì xảy ra cũng không có lung lay ảnh được. Thôi anh cứ cố gắng lên đi, tôi thấy anh còn trẻ mà, chỉ cần á là anh có ý chí làm ăn thôi thì mọi thứ sẽ vượt qua hết mà anh. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Với lại tôi muốn xin lỗi hai người, nếu mà trước đây có làm gì có lỗi với hai người nha. Tôi cảm ơn hai người, chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng phần của tôi. Lâu lắm rồi mình mới trở lại quê của mình ha. Anh có còn nhớ cái quán cà phê này không? Ngày xưa anh cũng làm ở đây, ngày nào cũng mang bánh mì qua cho anh hết á. Thì tất nhiên là anh nhớ chứ. Cũng nhờ có em anh mới có được thành công như bây giờ nè. Em bên cạnh anh á là phụ thôi, chính á là anh lúc nào cũng có ý chí hết á. Bắt xe đi về nè, xỉn không biết trời biết đất thì uống cái gì nữa. Không có vô nữa. Thôi. Ủa anh Hưng, anh làm cái gì đây vậy hả? Còn ai đây? Đây là Thảo, bạn anh. Nó nhậu xỉn quá cho nên là anh đưa nó về giùm thôi. Không có gì hết, em đừng có nghĩ bậy nha. Cái thằng này, cái gì trên cổ mày đây hả? Cái gì? Dám nói là không có gì nữa cái không? Cái gì vậy? Con nằm cứ la làng quay vậy hả? Tao là vợ đó nè, mày xỉn rồi đúng không? Tao sẽ đánh cho mày tỉnh luôn. Đang, thôi em. Đang, bình tĩnh đi em. Thôi mà. Anh về nhà anh giải thích với em sau. Đi về anh nhanh lên rồi xỉn quá rồi. Nè. Ê con kìa, mày là vợ của Hưng đúng không? Anh là ai vậy? Mày bắt dạy mày. Sao dám đánh con thỏ vợ tao? Ủa? Hả? Ủa anh ơi, hiểu lầm á. Ai? Anh kìa, anh làm gì anh đánh vợ tôi vậy? Hỏi nó đó. Bữa đó hiểu lầm thôi, tại tôi thấy anh Hưng á, anh đi với chị Thảo, tôi bại bạo quá, tôi xin lỗi anh nha. Biến mày, xin lỗi là xong hả? Hôm nay tao không đập nữa đó, tao không đập mày à. Cái gì vậy? Tại sao? Sao đánh anh Hưng vậy? Nè, sao anh đánh chồng tôi dữ vậy? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà, tôi cũng nói là hiểu lầm là sao anh quá đáng quá vậy? Tao đánh cho nó chừa, bỏ cái tật ghen tôi bậy bạ nha. Nhớ mặt tụi bay đó. Anh Hưng, anh có sao không vậy? Em đưa anh đi bệnh viện nha. Thôi không cần đâu, anh về nhà nằm nghỉ là xong rồi. Xin lỗi anh Hưng, tại em hồ đồ á. Em xin lỗi nha. Thôi vô nhà nha. Vợ thấy chồng hay không? Nhờ chồng tương kế tử kế với anh Trường, kêu nó tới đánh con Đan một trận. Nó giả bộ xưng là chồng của vợ đó, cho nên là con Đan nó sợ lắm. Rồi sẵn ở đó là chồng nhào vô, chồng làm anh hùng cứu mỹ nhân, chồng che đòn cho nó luôn. Cho nên là bây giờ là nó tin tưởng chồng cực kỳ, không có nghi ngờ cái gì nữa. Đúng là trong cái rủ có cái mài nha. Bây giờ á, hai đứa mình thoải mái đến với nhau rồi. Chuyện này nghiêm túc nè. Mai mốt bớt nhậu lại, không có sai xỉn vậy nữa. La làng, la xóm, giữa đường, giữa xá như bữa trước nữa nghe chưa. Tự nhiên đứng ngoài đường la bài hải vậy, xui sao con vợ tôi nó đi qua cái nó thấy luôn. Xém chết rồi đó, thấy không? Thôi mà, vợ xin lỗi, vợ biết là vợ sai rồi, vợ hối hận rồi. Vợ thề nha, sau này vợ không có sai xỉn nữa. Mà một khi vợ đã thề rồi, đây là lời thề danh dự luôn. Sau này vợ sẽ mãi mãi yêu chồng, ngoan ngoãn dâng lời chồng, được chưa? Được. Ngoan như vậy là sẽ được thưởng. Anh Hưng. Ủa, em hay là còn gì để chối nữa không? Chối cái gì, anh đâu có làm gì đâu. Tại em đó, bữa trước em đánh người ta sức đầu bể trán, bữa nay anh phải anh ghé qua anh thăm coi người ta có bị cái gì không nữa, đâu còn đền bù nữa. Đúng rồi đó, thằng Hưng nó chỉ qua thăm tôi thôi à. Hôm bữa em sai xỉn á, chị ghen tuông á rồi đánh em. Em còn chưa nói gì á, bữa nay chị qua đây á rồi chị tính làm gì em nữa. Em nói rồi đó, chị mà làm gì là em la lên đó. La đi. Em làm gì sao lấy túi của anh? Đây nè.
Đây là máy ghi âm mà tao đã ngụy trang. Tất cả những gì hai người nói á, tôi nghe hết rồi. Nhớ thấy chồng hay không? Nhờ chồng tương kế tụ kế với anh Trường, kêu nó tới đánh con Đan trong. Nó cho bộ xương là chồng của vợ đó, cho nên con Đan nó sợ lắm. Nó sẵn ở đó là chồng nhào vô, chồng làm anh hùng cứu mỹ nhân, chồng che đòn cho nó luôn. Cho nên là bây giờ là nó tin tưởng chồng cực kỳ, không có nghi ngờ cái gì nữa. Hai người nói là bạn bè mà. Bạn bè kiểu gì mà xưng hô vợ vợ chồng chồng vậy hả? Không biết xấu hổ hay gì? Cái ngày mà thằng bạn của anh nó tới nhà đánh tôi, rồi nó xưng hô là chồng của con Thảo là tôi biết hết rồi. Nhưng mà tôi giả bộ như không biết gì để chờ thời cơ cho hai người lộ bỏ mặt thật ra đó. Anh còn gì để chối nữa không Hương? Anh xin lỗi em, nhưng mà thôi, có chuyện gì thì hai vợ chồng mình về nhà rồi nói chuyện với nhau sau nha. Khỏi. Kể từ giây phút này tôi sẽ không bao giờ bước chân căn nhà đó nữa. Tôi sẽ đợi nó tòa. À quên, còn cái đoạn ghi âm này á, tôi sẽ lưu lại. Hai người đừng có hòng mà dở cái trò gì. Anh Hân, em công nhận với anh một điều nha. Ở trên thành phố này cái gì cũng đẹp hết trơn á. Anh nhớ cái tòa nhà mà test cô Huỳnh nãy mà mình chạy ngang không? Hồi nó cao đến nỗi mà em thấy nó đụng lên trên mây luôn á. Anh thấy không? Xe hơi thì nhóc ngoài đường. Rồi đặc biệt mấy cái đầm. Hồi nãy em thấy mấy chị kia mặc á, ở dưới quê không bao giờ kiếm được mấy cái đầm đó. Mà có kiếm được nó cũng mắc, nó mua không có nổi đâu. Này nữa, em không biết khi nào với mình mới bán được ly nước ngon vậy. Vậy sau này em ráng sắp xếp em lên thành phố nhiều nhiều đi. Anh dắt em đi nhiều chỗ đẹp hơn nữa. Trời ơi, em cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà sắp vô mùa vụ rồi, em phải ở nhà làm. Chắc là đợt này lâu lắm em mới lên thành phố với anh được. Mà em không lên được. Nhớ em, anh biết làm sao. Vậy hay đợt này anh về quê với em luôn đi. Ba má của em nhắc anh hoài luôn kìa. Chắc là nhớ anh dữ lắm á. Anh thấy không, mỗi lần mà em ở dưới quê lên thăm anh là ba má em gửi một đống đồ ở dưới quê lên. Thấy không? Anh cũng nhớ ba má lắm. Nhưng mà bây giờ anh mới xin vô công ty làm, xin nghỉ người ta không có chịu đâu. Thậm chí người ta còn đuổi việc mình luôn đó. Thôi cho anh gửi lời thăm ba má nuôi nha. Cái gì? Ba má nuôi cái gì? Sắp thành ba má vợ rồi, ba má nuôi hoài. Thiệt tình là anh biết ơn ba má em nhiều lắm. Không có ba má em cù mang nuôi dưỡng, chắc là anh còn là cái thằng đầu đường xó chợ lang thang không nghề không ngỗng gì hết đó. Biết rồi. Tại anh học giỏi cho nên ba má em mới hết lòng với anh như vậy. Chứ như em nè, ngu muốn chết luôn. Cho nên giờ bắt cái nhà làm ruộng thấy không? Nè, ba má em á kỳ vọng anh nhiều lắm, cho nên không có được phụ lòng nghe không? Sau này mà có thành công, anh nhớ về cưới em nha. Ráng đợi anh nha. Ừ thôi, uống hết ly nước này chở em ra bến xe nha. Sắp trễ giờ rồi đó. Ủa trời ơi, mấy nay anh không cho em qua em nhớ muốn chết luôn á. Tại mấy bữa nay em gái anh nó lên, anh cũng chưa có giới thiệu gì em với gia đình của anh hết. Má công em gặp rồi em ngại nữa, cho nên là anh để từ từ đó. Sao không sẵn dịp này rồi giới thiệu em với lại gia đình của anh luôn? Thôi, anh với em yêu nhau được rồi, cho nhiều người biết làm cái gì. Với lại với quê anh nghèo sơ nghèo sát, anh cũng không muốn dắt em vậy đó. Với lại ba má đó thì cũng chỉ là ba má nuôi của anh thôi, chứ đâu phải là ba má ruột. Có sao đâu. Thôi mà cứ để từ từ đi, rồi sau này giới thiệu sau. Bây giờ để anh vô anh thay đồ cái rồi anh dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon ha. Ừ. Dạ chị kiếm ai á? Chị cho em hỏi có phải nhà của anh Hưng không chị? À, dạ đúng rồi, chị kiếm anh Hưng có gì không? À dạ, ba má em ở dưới quê á, kêu là đem đồ ăn lên cho anh Hưng, không biết có anh Hưng ở nhà không? Chị đợi em xíu nha, để em kêu anh Hưng. Anh Hưng ơi, anh Hưng. Ai vậy em? Có cái chị nào ở dưới quê kiếm anh à, nói là đem đồ lên cho anh á. Đây có phải là cái cô em gái mà anh kể với em đúng không? Ai vậy anh Hưng? À chị hả? Chị là vợ của anh. Thì còn em là cái gì? Anh Hưng, em là gì của anh Hưng? Anh, chuyện này là sao vậy? Anh đừng có nói với em là ở ngoài anh còn có con khác nữa nha. Tại sao chị lại nói tôi là con này con nọ hả?
Chị có biết tôi với anh Hưng là thanh mai trúc mã với nhau, đã lớn lên với nhau từ nhỏ, chính thức yêu nhau 9 năm và còn chuẩn bị lắm đám cưới không? À, thì ra đây là cô em gái mà anh hay kể với em. Nhưng mà anh chỉ mới kể một nửa sự thật thôi hả? Anh chị đã từng chứng kiến cái cảnh anh Hưng á, không nhà không cửa, cơm không có ăn, áo không có mặc. Chị đã từng chứng kiến cái cảnh anh Hưng á phải thức khuya ngồi dưới ánh đèn dầu ôn bài. Chị cũng chưa từng chứng kiến cái cảnh mà gia đình tôi quay quần bên nhau hạnh phúc khi mà biết tôi đến Hưng đại đại học. Nếu mà chị chưa từng chứng kiến những cảnh đó thì chị không xứng đáng làm vợ của anh Hưng. Em mới xứng đáng mà. Đúng là tôi chưa chứng kiến những điều đó, nhưng tôi là người ở bên cạnh ảnh từ khi ảnh mới ra trường đi kiếm việc làm cho đến khi ảnh kiếm được việc làm và thành công như ngày hôm nay. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm trước khi đi tới hôn nhân. Tôi là hiện tại, còn cô chỉ là quá khứ thôi. Cô lấy tư cách gì để đến chất vấn tôi? Chị, trước mặt tụi em á, anh Hưng nói đi, anh Hưng xem em là cái gì? Tại sao anh Hưng lại đối xử với em như vậy? Anh Hưng nói đi. Anh xin lỗi em. Anh mang ơn của em với lại ba má anh rất nhiều, nhưng mà cũng không thể nào vì cái lý do đó mà em bắt anh ở bên cạnh em cả đời được. Anh hết tình cảm với em từ lâu rồi. Vậy tại sao lại nghe cho em hy vọng? Tại sao lại cho em cái cảm giác là anh sẽ cứu em? Tại sao lại khốn nạn với em vậy hả? Anh đã tính là tuần sau sẽ về gặp em và ba má để nói ra tất cả mọi chuyện. Anh biết là bây giờ anh có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì em cũng khó chấp nhận chuyện này lắm. Thôi em đi về rồi bình tĩnh lại đi. Anh sẽ gặp gia đình em. Tôi chịu trách nhiệm về chuyện này. Em đi về đi. Mình vô nhà nha.